Hello, chào tất cả mọi người nhé. Tối nay thì mình có dự đi qua Thụy Hải. Thụy Hải là một xã thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, được thành lập năm 1986 với diện tích là 3,15 km², với dân số năm 1999 tổng cộng là 4.742 người, với mật độ 1.505 người trên km². Xã có mã chính là 12880.